Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm chấm bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em giải một đề thi học kỳ 1 của môn vật lý lớp 7. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, bộ lên mạng trắc nghiệm 4 điểm. Em hãy phân chọn vào đáp án đúng trong các câu sau. Rồi, câu số 1. Tai người có thể nghe được những âm thanh ở phạm vi nào sau đây? Đáp án A là nhỏ hơn 20 dB. Đáp án B là từ 20 dB đến 120 dB. Đáp án C là lớn hơn 120 dB. Và đáp án D là nghe được tất cả các âm thanh. Như vậy mình nhớ là tai người chỉ có thể nghe những âm thanh trong phạm vi từ 20 đến 120 dB, đúng không? Như vậy câu số 1 này mình sẽ chọn đáp án B nhé. Giờ tiếp theo câu số 2, độ to của âm được đo bằng đơn vị này. Đáp án A là Hz, đáp án B là decibel, đáp án C là meter, đáp án D là mét. Như vậy mình nhớ là độ to của âm được đo bằng đơn vị là decibel, đúng không? Còn Hz là tần số, meter là đơn vị của lực và mét là đơn vị của đo độ dày, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo câu số 3, một vạt AB đặt trước gương phẳng và cách gương một khoảng 15 cm. Di chuyển vạt AB ra xa gương khi một đoạn 5 cm. Người ta hỏi là ảnh A phải gương phải của AB sẽ cách AB một khoảng là bao nhiêu. Như vậy là ban đầu là vạt AB cách gương là 15 cm. Di chuyển ra xa thêm 5 cm nữa thì có nghĩa là lúc này AB cách gương là 20 cm, đúng không? Ở đây người ta hỏi là ảnh của A phải gương phải của AB. Như vậy là vật cách gương 20 cm thì ảnh cũng cách gương là 20 cm. Như vậy có nghĩa là ảnh cách vật sẽ là 20 cộng 20, chính là 40 cm nhé. Giờ như vậy là câu số 3 mình sẽ chọn đáp án A là 40 cm nhé, đúng không? Ảnh vật cách gương 20 cm, vật cách gương 20 cm luôn. Như vậy là ảnh cách vật sẽ là 40 cm nhé. Giờ tiếp theo câu số 4. Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt? Như vậy đáp án A là miếng xốp, đáp án B là một gương, đáp án D là tấm gỗ, đáp án D là điềm cao su. Như vậy mà là mình nhớ là những vật mà phản xạ âm tốt thì có bề mặt phẳng và hoặc cứng. Mình thấy là miếng xốp, tấm gỗ cao su thì nó bề mặt không có phẳng, đúng không? Và cũng không có độ cứng. Mình thấy là mặt gương vừa cứng, đúng không? Vừa phẳng nên nó phản xạ âm rất tốt nhé. Như vậy câu số 4 mình sẽ chọn đáp án B nhé. Tiếp theo là câu số 5. Ảnh tạo bở gương cầu lõm là ảnh như thế nào? Lớn bằng vạt, bé hơn vạt, gấp đôi vạt và lớn hơn vạt. Như vậy mình nhớ là lớn bằng vạt thì chỉ có gương phẳng mới là bằng vạt thôi. Như vậy ảnh của tạo bở gương cầu lõm sẽ lớn hơn vạt, đúng không? Như vậy là câu số 5 mình sẽ chọn đáp án D nhé. Tiếp theo là câu số 6. Chiếu một tia tới lên gương phẳng, biết góc phản xạ y phải bằng 30 độ, góc tới sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy mình nhớ là khi chiếu một tia tới vào gương phẳng thì góc phản xạ sẽ bằng góc tới. Góc phản xạ là 30 độ thì góc tới cũng phải bằng 30 độ, đúng không? Như vậy câu số 6 này mình sẽ chọn đáp án D nhé. Tiếp theo là câu số 7. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm sáng song song thành một chùm sáng. Đáp án A là song song, đáp án B là không kỳ, đáp án C là hội tụ và đáp án D là vừa song song vừa hội tụ. Như vậy mình nhớ là gương cầu lõm sẽ có tác dụng biến đổi chùm song song thành hội tụ. Còn nó sẽ còn có tác dụng là biến đổi chùm sáng phân kỳ thành song song, đúng không? Phân kỳ thành kỳ song song mà song song thì biến thành hội tụ nhé. Như vậy câu số 7 mình sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 8.
Bộ phận dao động phát ra âm trong tiếng sáo sẽ là vỏ sáo, lỗ sáo hay là miệng sáo, như hay là cột không khí trong sáo. Như vậy mình nhớ là bộ phận dao động phát ra âm trong tiếng sáo chính là cột không không cái cột không khí trong sáo nha. Không khí đi từ miệng sáo vào cái ống trong sáo, cũng như là cột không khí trong sáo đó, nó sẽ va chạm với cái bộ sáo nhiều lần và phát ra âm thanh nha, đúng không? Giờ tiếp theo là mình xong rồi trắc nghiệm, mình sẽ qua tiếp phần tự luận nha. Câu số 9. Cho vật AB và một cái gương phẳng như là hình vẽ. Đây vật AB và gương phẳng như hình vẽ nha. Câu A thì người ta kêu mình vẽ ảnh A phải B phải của mặt vật sáng qua AB qua gương. Như vậy mình nhớ là vật A phải B phải sẽ bằng với AB và cách gương AB cách gương bao nhiêu thì A phải B phải cũng cách cái gương bấy nhiêu, đúng không? Vì mình sẽ lên đấu đối xứng xuống dưới đây là gì nha. Giờ tiếp theo câu B, nếu mà điểm A cách gương một khoảng là 5 cm thì A phải sẽ bằng như vậy. A cách gương 5 cm thì A phải cũng cách gương là 5 cm, 5 cộng 5 là 10, đúng không? Tiếp theo là muốn thu được ảnh cùng phương ngược chiều của vật thì phải đặt vật AB như thế này. Như vậy mình phải đặt vật AB vuông góc của A với gương phẳng, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 9 nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 9, câu A trước. Câu A thì mình sẽ vẽ ảnh A phải B phải của AB qua gương. Như vậy mình nhớ là khoảng cách từ AB tới gương bao nhiêu thì mình sẽ lấy khoảng cách từ gương tới A phải B phải bấy nhiêu, đúng không? Và độ dài của AB sẽ bằng độ dài của A phải B phải. Như vậy mình sẽ vẽ hình giống vậy nha. Tiếp theo là câu B, muốn điểm A cách gương một khoảng 5 cm, mình sẽ tính A phải B phải. Giờ như vậy là câu B thì mình sẽ tính thế này nha. Như vậy ta có là A phải đối xứng với A qua gương, đúng không? Như vậy là A từ A tới gương là 5 cm thì A phải sẽ bằng 2 lần của 5 cm, đúng không? Như vậy 2 nhân 5 sẽ là 10 cm nha. Như vậy A phải cách A sẽ là 10 cm. Tiếp theo là câu C, muốn thu được ảnh cùng phương ngược chiều của bạn thì ta sẽ đặt vật AB như thế nào? Như vậy bình thường nếu mình đặt như thế này thì nó sẽ là song song với nhau, đúng không? Còn nếu mình muốn cùng phương ngược chiều thì mình chỉ có cách là đặt vật AB sẽ vuông góc với là gương phẳng. Như vậy mình sẽ đặt vuông góc thế này, đúng không? Thì lúc này ảnh nó sẽ đảo ngược lại, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 9, mình sẽ qua tiếp tới số 10 luôn nhé. Giờ tiếp theo là câu số 10, vật A trong 20 giây dao động được 400 lần, vật B trong 30 giây dao động được 300 lần. Mình sẽ tìm tần số dao động của hai vật. Và câu B là vật nào sẽ dao động nhanh hơn? Muốn biết vật nào nhanh hơn thì mình sẽ tính các phân tần số dao động trước thì mình mới kết luận được, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 10, câu A trước, đúng không? Như vậy mình sẽ tìm tần số dao động của vật A trước nha. Như vậy là mình sẽ tính bằng số dao động của vật A thì mình sẽ lấy 400 chia cho 20, đúng không? Như vậy 400 chia 20 sẽ bằng 20 hệt nhé. Tiếp theo mình sẽ tính bằng số dao động của vật B nhé. Như vậy mình sẽ lấy 300 chia cho 30, đúng không? Thì sẽ bằng 10 hệt nha. Như vậy mình thấy là vật nào sẽ dao động nhanh hơn? Mình thấy là vật A có tần số cao hơn thì vật A sẽ dao động nhanh hơn, đúng không? Nhưng mà trả lời là vật A dao động nhanh hơn vật B nhé.
Giờ như vậy là mình xong câu số 10, mình sẽ qua tiếp câu số 11 luôn nha. Tiếp theo là câu số 11. Một bạn đứng vỗ tay chiếu miệng một cái giếng sâu cạn nước. Sau không phải một giây kể từ lúc vỗ tay thì bạn ấy nghe tiếng vang. Hỏi giếng sâu bao nhiêu mét? Viết bằng tốc truyền âm trong không khí sẽ là 340 mét trên giây. Như vậy là mình thấy là trước hết mình sẽ tính thời gian âm truyền từ miệng giếng xuống đáy giếng này. Khi mình mà đứng vỗ tay giờ không phải được một giây mình nghe tiếng vang, có nghĩa là âm thanh đã truyền xuống đáy giếng xong nó quay ngược trở lại, có nghĩa là xuống xong rồi lên. Bây giờ mình sẽ tính cái thời gian âm truyền từ miệng giếng xuống đáy giếng thôi, có nghĩa phần xuống thôi, thời gian xuống thôi sẽ là 0,1, mình sẽ chia 2 chính là bằng 0,05 giây. Mình có thời gian, mình có vận tốc thì mình tính tính được quãng được, có nghĩa là tính độ sâu của cái giếng đúng không nào. Còn ở câu B, một người bạn có con đang muốn ghi một bài hát, nhưng căn phòng khá rộng và có tiếng vang khiến lời hát nghe không được rõ. Con sẽ khuyên bạn làm như thế nào để có thể giảm được tiếng vang trong căn phòng? Như vậy để làm giảm tiếng vang trong phòng thì mình có một số cách như sau. Thứ nhất là treo rèm nhung đúng không nào. Thứ hai là trải thảm. Thứ ba là trang trí tường bằng các họa tiết mềm, sần sùi và gồ ghề. Giờ thầy sẽ làm câu số 11 đi nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 11 như vậy. Trước hết mà sẽ tính thời gian âm truyền từ miệng giếng xuống đáy giếng trước nha. Giờ như vậy mình sẽ lấy là thời gian chính là t, mình sẽ lấy 0,1 mình chia cho 2 đúng không? 0,1 chia 2 thì sẽ bằng là 0,05, đơn vị sẽ là giây. Có thời gian, có vận tốc, mình sẽ tính được độ sâu của cái giếng. Như vậy mình sẽ lấy là độ sâu chính là quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân cho thời gian. Vận tốc ở đây là 340 mét trên giây, nhân cho thời gian sẽ là 0,5 giây. Mình nhớ là nhân cho 0,5 có nghĩa là chia 2 đúng không? Ở đây mình sẽ nhân cho 0,05 nha đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 340 nhân cho 0,05 có nghĩa là chia cho 20, kết quả sẽ là 17 mét nha. Như vậy là độ sâu của giếng sẽ là 17 mét nha. Đúng này. Giờ tiếp theo câu B thì mình sẽ nêu các cách để có thể làm giảm tiếng vang trong phòng nha. Như vậy là mình sẽ có một số cách sau. Thứ nhất là mình có thể treo rèm nhung. Thứ hai là mình có thể trải thảm. Thứ ba là mình có thể trang trí tường bằng các họa tiết mềm. Sân sôi qua gồ ghề nhé. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá là giảng dễ hiểu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.